Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương thứ nhất về kiểm toán căn bản nhé. Đó là kiểm tra kiểm soát trong quản lý. Bài đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đó là kiểm tra kiểm soát trong quản lý. Vậy thì bài này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những nội dung nào? Bài này chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất là khái niệm và thứ hai đó là đặc điểm. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ nhất là khái niệm về quản lý. Vậy thì quản lý là quá trình mà chúng ta định hướng này và tổ chức thực hiện theo các cái hướng mà chúng ta đã định và trên cơ sở của những nguồn lực mà chúng ta đã xác định từ trước nhằm để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ hai, đó là đặc điểm. Vậy thì đặc điểm của kiểm tra kiểm soát trong quản lý là gì? Chúng ta có này, phần quản lý của chúng ta sẽ trải qua hai bước chính, đó là định hướng và tổ chức thực hiện. Vậy thì trong định hướng và tổ chức thực hiện thì chúng ta cũng cần phải có khâu đó là kiểm tra và đánh giá. Vậy trong phần định hướng chúng ta sẽ cần phải kiểm tra đánh giá để làm gì đúng không? Trong phần định hướng này chúng ta sẽ nêu ra các định hướng và chúng ta cần phải có những cái kiểm tra đánh giá để xem những cái định hướng của chúng ta đã đúng hay chưa. Và từ đó chúng ta mới bắt đầu đi tiến hành tổ chức thực hiện. Trong bước tổ chức thực hiện thì tại sao chúng ta lại phải đánh giá? Đúng không nào? Chúng ta sẽ cần phải kiểm tra đánh giá trong bước tổ chức thực hiện. Đó là vì chúng ta sẽ cần phải xem xét xem trong bước tổ chức thực hiện của chúng ta đã đúng theo những cái định hướng hay chưa. Nếu như có sai lệch thì chúng ta sẽ kịp thời để điều chỉnh. Như vậy thì cái đặc điểm đầu tiên trong phần kiểm tra kiểm soát trong quản lý đó chính là kiểm tra kiểm soát nó không phải là một cái bước riêng biệt ở trong quản lý mà nó là chức năng của quản lý. Đặc điểm thứ hai của kiểm tra kiểm soát trong quản lý đó là quản lý của chúng ta nó gắn liền với các đặc điểm về kinh tế xã hội trong một điều kiện cụ thể. Ở mỗi thời điểm khác nhau, ở mỗi thời khác nhau thì chúng ta sẽ có cái cách quản lý khác nhau đúng không nào? Và kiểm tra kiểm soát thì nó sẽ nảy sinh và phát triển phục vụ cho nhu cầu của quản lý.